Người nô lệ này đã khai quật được một viên ngọc bí ẩn trong mỏ. Ông muốn đổi nó lấy một số phần thưởng nhưng kết quả lại bị giết tại chỗ. Một cậu bé chứng kiến cảnh ấy đã vô cùng đau đớn. Cậu giật lấy viên ngọc từ tay người lính và ra hiệu cho những nô lệ khác. Từng nô lệ bên dưới lần lượt đáp lại cậu vì hành động của cậu đã chạm đến trái tim họ. Ngay sau đó, cậu bé bị đưa đến bục hành quyết nhưng cậu không chút hoảng sợ. Cậu muốn truyền lời nhắn của mình tới mọi người bằng cách ra hiệu lần nữa. Cậu hy vọng người dân ở đây sẽ có thể đứng lên và chiến đấu cho cuộc sống của họ. Ngay khi tên đao phủ chuẩn bị ra tay thì cậu bé biến mất. Hóa ra những hành động anh hùng của cậu bé đã được ủng hộ bởi các pháp sư bảo vệ trái đất. Cậu đã được chọn để khôi phục lại hòa bình. Ngay lập tức một luồng sức mạnh to lớn được truyền vào cơ thể của cậu. Cùng lúc đó, vương miện Sa Bác đã hoàn thành. Theo lời kể, ai sở hữu vương miện này sẽ có được sức mạnh của quỷ. Vị vua cai trị vương quốc Kandak vì muốn thống trị thế giới mà ông ta đã bào mòn sức lực của người dân. Ông ta cưỡng chế họ khai thác vàng vĩnh cửu để tạo nên vương miện hủy diệt này. Tưởng thời huy hoàng của mình đã tới, nhưng ngay khi vua Kandak vừa đội vương miện lên thì một người đàn ông tiến vào. Cung điện bị phá hủy ngay lập tức bởi một lực lượng sấm sét mạnh mẽ. Vương quốc Kandak sụp đổ chỉ sau một đêm. Các pháp sư còn lại đã giấu vương miện đi và người đàn ông bí ẩn cũng biến mất. Cho đến 5.000 năm sau, lần theo di tích được ghi chép, một đội khảo cổ chắc chắn rằng người đàn ông bí ẩn tên là Adam được chôn trong hang động này vào 5.000 năm trước. Không ngoài dự đoán, Adam đang bị phong ấn tại đây vì họ nhìn thấy vương miện Sa Bác đang lơ lửng trên không. Khi Anna vừa lấy được vương miện thì một lực lượng vũ trang đột nhiên xông vào. Người đồng đội của Anna đã bị khống chế. Sau đó, binh lính buộc Anna phải giao vương miện ra. Thấy không có lối thoát, Anna lên kế hoạch để đưa đội vũ trang vào trong. Quỳ tại nơi mà Adam được chôn cất, Anna đọc lên câu thần chú được ghi chép lại. Cô ấy kêu lên, Sazam. Lập tức những tia chớp nổ ra và một bóng đen xuất hiện. Đó là Adam. Một người lính thận trọng bước tới để kiểm tra, kết quả là anh ta lập tức bị thiêu rụi. Những người lính thấy vậy sợ hãi nên đã nã súng vào Adam liên tục, nhưng vũ khí của con người giống như đồ chơi đối với Adam vậy. Chỉ trong vài giây, Adam đã hạ gục tất cả binh lính ở đó. Nhìn thấy chiếc hộp chứa vương miện của Sa Bác rơi xuống đất thì Anna nhanh chóng lấy nó đi. Sự hiện diện của Adam lan truyền nhanh chóng, ngày càng có nhiều binh lính được cử đến. Chắc chắn họ chưa nhận ra sức mạnh của Adam lớn đến đâu, vì sức mạnh của Adam hội tụ đủ các yếu tố của thế lực cổ xưa. Sự mạnh mẽ của Amon, tốc độ cực nhanh của Horus, trí khôn ngoan của Jehu và cơ thể rắn chắc của Aten. Vậy nên cho dù có bao nhiêu binh lính được phái đến đi nữa thì họ cũng bị tiêu diệt trong tích tắc. Đội khảo cổ đang tính bỏ trốn thì bị Adam chặn lại. Chưa kịp hỏi tại sao lại đánh thức mình dậy thì Adam bị một tên lính sống sót bắn trúng. Vì bị phong ấn trong 5.000 năm, sức mạnh của Adam chưa hoàn toàn hồi phục, chẳng mấy chốc anh đã ngất đi. Khi tỉnh dậy, Adam thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, thì ra đội khảo cổ đã đưa anh về nhà. Sau khi nói chuyện, Adam mới biết rằng Anna vì muốn cứu đất nước Kandak nên mới đánh thức Adam. Kể từ khi Adam biến mất 5.000 năm trước thì Kandak vẫn chưa được tự do. Thay vào đó, Kandak bị chiếm đóng bởi lực lượng lính đánh thuê quốc tế. Người dân Kandak vẫn bị áp bức cho tới ngày nay, họ đã sống một cuộc sống khốn khổ nên họ luôn chờ đợi sự quay trở lại của Adam. Đối mặt với yêu cầu của họ, Adam không thể từ chối. Anh quyết định dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Sau đó, Adam nhìn thấy một bức tượng tương tự như mình. Hóa ra nó được tạo ra bởi người dân 5.000 năm trước, họ muốn tưởng nhớ về sự xuất hiện của Adam. Adam được người dân đặt cho danh hiệu là người bảo vệ và câu chuyện của anh được truyền lại tới hôm nay. Cậu bé thực hiện dấu hiệu cổ xưa, hành vi đó khiến cậu bị chú ý bởi quân lính đánh thuê. Thấy vậy, mẹ cậu liền chạy ra can ngăn, nhưng ngay sau đó cô bị quân lính nhận ra cô là người đã lấy cắp vương miện. Khi thấy hai mẹ con bị bắt thì Adam lập tức ra tay. Sau khi nhìn thấy bản chất của những quân lính, Adam không còn muốn nương tay nữa. Anh quyết định xử lý tất cả bọn chúng, nhưng khi anh ta bắn chết hai tên lính đánh thuê thì tàu vũ trụ công lý huyền thoại xuất hiện. Họ là những siêu anh hùng sử dụng sức mạnh của mình để duy trì hòa bình thế giới. Hawkman đã bay ra để cứu hai tên lính, vì anh tin rằng trước khi trừng phạt thì cần phải qua xét xử, nhưng Adam lại không nghĩ như thế. Anh nói, hãy để Chúa phán xét chúng. Do hai bên bất đồng quan điểm, một số thành viên của Hiệp hội Công lý đã bao vây Adam. Hai bên đánh nhau rất kịch liệt nhưng không một ai trong Hiệp hội Công lý có thể đánh bại Adam. Ngoài ra, Adam như một vị cứu tinh trong lòng người dân ở đây nên hành động của Hiệp hội Công lý đã bị phản đối kịch liệt. Không còn sự lựa chọn, họ chỉ có thể đứng nhìn Adam rời đi. Sau khi điều tra, Hiệp hội Công lý biết về thân phận thật sự của Adam. Adam không phải là đấng cứu thế như mọi người đã tung hô. Hóa ra, vào 5.000 năm trước vì sức mạnh của Adam quá mạnh dẫn đến mất kiểm soát. Để ngăn chặn Adam tạo ra một thảm họa lớn hơn, các pháp sư lúc đó không còn cách nào khác mà bắt buộc phải phong ấn anh lại. Lúc này, Hiệp hội Công lý đã tìm thấy Adam, họ hy vọng Adam có thể quay về với họ. Nhưng một cuộc cãi vã lại xảy ra. Cùng lúc đó, Anna nhận được điện thoại từ con trai. Con trai nói với cô rằng binh lính đang lục soát nhà họ để tìm kiếm vương miện. Nghe vậy, Anna cầu xin Adam có thể quay về cứu con trai mình. Khi Adam đến nơi thì con trai của Anna đã biến mất. Trong cơn tức giận, Adam lôi hai tên lính bay lên trời. Anh đe dọa nếu không nói ra vị trí của cậu bé thì anh sẽ ném họ xuống. Trước sự đe dọa của Adam, một trong hai tên lính cũng nói ra vị trí của cậu bé. Sau đó, Adam chuẩn bị đi cứu cậu bé nhưng Hawkman ngăn anh lại. Hawkman nói họ nên có kế hoạch cụ thể và không cho Adam giết người. Adam không đồng ý vì nếu kẻ xấu không được xử lý kịp thời thì sẽ có nhiều người bị tổn thương hơn. Thế là hai người lại đánh nhau, lần trước có bốn người mà họ cũng không đánh bại được Adam. Tôi không biết ai đã cho anh ta dũng khí để đánh tay đôi với Adam nữa. Khi đang đánh nhau thì họ tình cờ phát hiện vương miện Sa Bác được giấu sau tấm gỗ. Thế là họ vội vàng đem nó lên tàu vũ trụ để nghiên cứu. Họ tìm thấy một câu khắc trên vương miện.
Nó ghi rằng, cuộc sống là con đường duy nhất dẫn đến cái chết, họ không rõ ý nghĩa thật sự của nó là gì và hiện tại họ cũng không có thời gian để suy nghĩ, vì điều họ quan tâm nhất bây giờ là đi giải cứu cậu bé. Adam lúc này tạm thời hợp tác với Hiệp hội Công lý. Trong sa mạc, họ đã thành công tìm ra căn cứ của bọn lính đánh thuê. Adam dùng chính cơ thể của mình để mở lối đi vào căn cứ. Khi vào trong, tên tóc xoăn đang chĩa súng vào cậu bé là ông trùm của căn cứ này. Anh ta muốn trao đổi giữa mạng sống của cậu bé và Vương Miện. Lúc này, để cứu con trai mà Anna không hề do dự định giao ra Vương Miện. Nhưng cô lại bị Hoffman chặn lại, thấy vậy Adam nhảy vào nói. Đó là con trai của cô ấy, không đến lượt anh xen vào. Khi tên trùm chạm được vào Vương Miện thì anh ta nở một nụ cười quỷ dị. Hóa ra anh ta là hậu duệ của vị vua 5.000 năm trước và cũng là người duy nhất có thể kiểm soát được Vương Miện. Để trả thù Adam, tên trùm muốn giết chết cậu bé. Lúc này Adam dùng hết tốc lực để bay tới đỡ viên đạn. Điều này cũng khiến cho sức mạnh của anh mất kiểm soát lần nữa, Anna và con trai cô được bảo vệ bởi Hiệp hội Công lý. Ngay sau đó, một vụ nổ cực lớn xảy ra. Khi nhìn lại thì toàn bộ căn cứ biến thành một đống đổ nát, tên trùm giờ đây cũng chỉ là một đống cho tàn. Khi Hoffman tìm được Adam thì Adam nói ra một bí mật, Adam thật ra không phải là người được ban cho sức mạnh siêu nhiên khi xưa, mà là con trai anh ấy, Herod. Vì Herod đã cứu nhiều nô lệ nên người thân của cậu lần lượt bị giết bao gồm cả Adam. Khi Adam đang hấp hối, Herod vì không muốn bố mình chết nên đã chuyển tất cả sức mạnh của mình để cứu sống Adam, nhưng ngay khi Adam vừa hồi phục thì Herod bị giết ngay tại chỗ. Trong cơn giận dữ, Adam hoàn toàn hắc hóa. Đó là lúc hắc hóa Adam ra đời. Sau đó, vụ nổ kinh hoàng ở Kandak xảy ra, các pháp sư quyết định phong ấn Adam. Hiện tại Adam đã trút bỏ được gánh nặng, anh không muốn làm anh hùng vì anh cảm thấy bản thân không hợp với nó. Adam quyết định trở thành một người bình thường, anh muốn Hiệp hội Công lý giam anh dưới đáy biển và bảo đảm không bao giờ xuất hiện nữa. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không ngờ đội nghiên cứu đã phát hiện ra bí mật của dòng chữ trên Vương Miện. Khi dòng chữ được đọc ngược thì nó có nghĩa là chết là con đường duy nhất để sống. Hóa ra tên trùm đã biết bí mật này từ đầu nên anh ta cố tình để Adam giết chết mình. Vì chỉ có sức mạnh của Adam mới có thể mở đường cho sức mạnh của quỷ dữ. Quả nhiên không lâu sau, tên trùm đã biến thành quỷ dữ và tái sinh. Một trận chiến khốc liệt sắp bắt đầu, Hiệp hội Công lý giờ đây cũng cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp đang ập đến. Khi phi thuyền chưa kịp đến gần thì con quỷ đã tấn công họ bằng ngọn lửa địa ngục. Sau đó, nó dùng sức mạnh của mình để ném phi thuyền xuống biển sâu. May mắn thay, trên phi thuyền có tay lái lụa nên họ đã thoát nạn. Đối đầu với sức mạnh có thể hủy diệt thế giới, Hiệp hội Anh hùng dù đã hợp tác với nhau nhưng sau vài chiêu đều bị đánh bại. Khi thấy những chiến binh không phải là đối thủ của quỷ dữ thì tiến sĩ Phết liền tạo ra một bức tường lá chắn để bảo vệ họ. Sau đó, ông một thân một mình đi chiến đấu để trì hoãn thời gian. Trong khi chiến đấu, thông qua suy nghĩ của mình, ông đã đánh thức Adam dậy. Rất nhanh Adam tỉnh lại rồi, anh vội vàng tìm đường đến để cứu người. Cùng lúc đó, tiến sĩ vẫn đang chiến đấu kịch liệt nhưng năng lượng của ông đã gần cạn kiệt. Đến cuối cùng, ông dũng cảm đối mặt với quỷ dữ đến lúc chết. Khi con quỷ ngồi lên ngai vàng, nó phát ra tín hiệu của địa ngục và các thây ma lần lượt kéo đến. Những chiến binh còn lại vẫn cố chống chọi đến cùng với con quỷ, nhưng họ thật sự không phải là đối thủ của nó. Khi tất cả gần như kiệt sức thì cuối cùng Adam cũng đến rồi. Trận chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu. Không lâu sau, Adam bị đánh rơi xuống, Hoffman lúc này dùng một cái ống đâm xuyên qua ngực con quỷ, sau đó anh dùng thuật phân thân của tiến sĩ Phết để dồn quỷ dữ vào một chỗ. Nhân cơ hội này Adam nhảy lên túm lấy sừng của con quỷ và bay lên cao. Khi thời điểm chín muồi, Adam dồn tất cả sức mạnh vào đôi tay của mình và xé con quỷ làm đôi. Hello các bạn, mình là Cà Review. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này.